Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chỉnh đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, gặp thời phất mạnh, mà muốn nghèo cũng khó, giàu có cực dễ, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về nhét chật két, từ nay an nhàn hưởng phúc lớn, giàu có nhất họ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử Di học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh. Không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp. Có người ngay từ khi sinh ra, đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Theo các bậc thầy Tử Di tiết lộ, trong năm 2024, vào đúng trong 7 ngày tới đây, tuổi Kỷ Dậu được các tinh chiếu mệnh, thần may mắn ở bên dẫn đường chỉ lối, sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng 10, may mắn hết phần thiên hạ. Nếu như bản mệnh nhận biết sớm và nắm bắt được những điều này, thì chắc chắn sẽ đổi đời ngoạn mục. Thế nhưng, cũng thật đáng tiếc cho những ai không biết tới cơ hội, mà thờ ơ để dục mất, nhìn lại chỉ thấy sự tiếc nuối khôn nguôi. Vậy thì làm thế nào để có thể tận dụng tối đa thời điểm này? Xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu chi tiết thông qua video ngay sau đây. Các bậc thầy Tử Di hé lộ, trong 7 ngày tới đây, vận may của tuổi Kỷ Dậu sẽ thay đổi. Trời sinh bản mệnh mang số mệnh phú quý, ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống được tích lũy trong thời gian qua, hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Kỷ Dậu xây dựng được cơ ngơi vững chắc, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Không những thế, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Kỷ Dậu còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, chỉ cần bỏ công sức ra một thì có thể thu về được 10. Càng vui vẻ, lạc quan, lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận của tuổi Kỷ Dậu tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi trong 7 ngày tới đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trời sinh tuổi Kỷ Dậu có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài. Chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết,
Đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả. Và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan gần quý nhưng không thể dựa vào người thân. Nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Tuổi Kỷ Dậu sinh vào mùa xuân, mùa hạ sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Người sinh mùa đông, mùa thu có tài vận hanh thông, nhưng hay lo sợ không đâu, tuổi già sung túc, yên tâm hưởng lạc. Lục thập hoa giáp của tuổi Kỷ Dậu là đại trạch thổ, tuổi trẻ phải bôn ba vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người tuổi này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lược biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, cơm no áo ấm, không phải dư dả trong cuộc sống. Kỷ Dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu được biết đến là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Tuổi Kỷ Dậu đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều sẽ không để yên mà luôn phải nói cho ra lẽ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ cho người khác. Nhưng đôi lúc, Kỷ Dậu vô tình tự làm buồn chính mình. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy, Kỷ Dậu dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực thì gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Nhờ vậy mà dù khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Dậu lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ và vượt qua tất cả. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc. Dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng. Tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững, Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc. Đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình, nhờ có phúc dày, mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người. Khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ. Có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Vậy nên, dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969, hãy tích cực tiến lên nhé. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong 7 ngày tới đây, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến khi bước sang trong 7 ngày tới đây. Không chỉ khoản thu chính, con giáp này còn có thêm thu nhập từ những khoản thu phụ, bán hợp thái tuế báo hiệu. Bản mệnh nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc, nhờ vậy bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận. Nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình, cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều. Ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Có điều, việc dù có thuận lợi đến mấy thì cũng chớ coi thường,
vì những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất, hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần phải có lộ trình nhất định, bản mệnh chớ nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng. Xu hướng bằng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng làm ăn chính đáng thì ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Thêm nữa, cũng bởi con giáp này biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy, các khoản tích góp cũng tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho bạn một tương lai đủ đầy, không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Kỷ Dậu trong 7 ngày tới đây có không ít tin vui về sự nghiệp, bỏ lại những biến động trong tháng trước. Ở thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ sự nỗ lực, bền bỉ. Do đó, con giáp này làm gì cũng có được kết quả rõ ràng. Con đường thăng tiến vô cùng rộng mở, và có thể nói, giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi. Được tam hợp cục nâng đỡ, nên các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp bạn thêm chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc. Bạn sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng công việc. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không phủ nhận nhờ có được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn sẽ cần thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị với những gì bạn đạt được. Bạch hổ hung tinh cảnh báo, công việc của bạn đang trên đà tiến triển thuận lợi, vì vậy mà bạn có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi hồng phá vỡ những kế hoạch của bạn. Để bảo vệ bản thân tốt nhất, bạn làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà gặp phải rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách, đây là hai mặt của một vấn đề mà bạn tất nhiên phải đối diện. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Kỷ Dậu trong 7 ngày tới đây, tuy những mặt khác trong cuộc sống khá tốt, nhưng xem ra vì làm việc dưới áp lực cao thường xuyên, nên con giáp tuổi Kỷ Dậu đảm bảo được tình hình sức khỏe của mình. Ngoài ra, khi đi lại, bản mệnh nhớ cẩn thận, đi qua đường phải ngó trước nhìn sau, tránh họa huyết quan hay tai nạn sông nước bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Thời điểm này, thời tiết thay đổi thất thường, vì thế nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra đường để bạn có thể chọn trang phục phù hợp cho mình. Tránh bị lạnh hay nóng quá mà bị ốm, lại phải nghỉ làm, dù bận thế nào cũng phải dành chút thời gian tập luyện mỗi ngày, tuy không nhiều, nhưng 15 tới 20 phút vận động cơ thể cũng có tác động rất tốt cho bạn đấy. Để tăng cường sức đề kháng, bạn nên ăn nhiều đồ ăn có vitamin C như cam, chanh, bưởi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong 7 ngày tới đây, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu, bạn biết cách dung dáng mối quan hệ, nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhân duyên khác giới tốt. Có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bạn còn có thể biến các mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Tiếp theo chương trình, sau đây Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý khán giả sẽ là những lời cảnh báo của nhà Tử Vi về vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, cần đặc biệt chú ý điều này. Tiểu nhân xuất hiện, đối với tuổi Kỷ Dậu, họa thị phi là điều khó tránh khỏi trong tháng này, điều này khiến mức độ cạnh tranh trong công việc tăng cao. Những kẻ ghen ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố, khiến người tuổi này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để mọi việc, đỡ tốn công, tốn sức khắc phục. Sức khỏe suy nhược, thể lực của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm sốt, ho. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý tới họa huyết quan, động chạm dao kéo, mổ xẻ, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Kỷ Dậu cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất trắc. Vấn đề về đường tiêu hóa của bản mệnh cũng không thể chủ quan, nên hạn chế ăn hàng quán, thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học,
để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Quý Mão trước đó. Tâm tính mềm mỏng trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh, sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại, không xem ai ra gì. Nếu xét về tính xấu, thì tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ. Mọi chuyện đều muốn tốt cho mình, song nhìn từ phương diện khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì, thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Người này sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được. Họ có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Người này tài giỏi, có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Đây là người phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng viển vông. Họ là người có tài về văn hóa, nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người tuổi này khá thoải mái. Tính tình người này khá thoải mái, hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 5 âm lịch. Đây là người tính tình thẳng thắn chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, nên cuộc sống khá tốt. Trung niên, sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Đây là người đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì thấy đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình, thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, đây là người thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời của người này khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Là người dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Là người có tài, có chí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu, đa cảm,
đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ. Đây là người thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách người tuổi này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa, trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông. Người này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào. Từ khi còn trẻ đã thành danh, nữ mệnh đào hoa cực dượng, đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người. Có thể thấy đây là người cao sang quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết Đại Tuyết. Người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước, có sau. Là người bao dung độ lượng, tuy nhiên tài lộc của người này không nhiều, anh em, người thân không giúp đỡ được mấy. Phải tự dựa vào chính bản thân mình, càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt. Đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên. Thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu 1969, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết Tiểu Hàn. Vận mệnh của người này vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Vì thế mà người này không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người này ỷ lại. Họ vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 50 tuổi đã gian danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Quý vị thân mến, để sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc tuổi già bên con cháu, thì quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu ở độ tuổi 56 nên chú ý bốn điều sau đây. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận nhất định sẽ làm tổn thương chính mình, không có chỗ nào tốt cả. Chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não đa phần là do tự mình tạo ra. Chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi giày vò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ,
an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 4. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua. Việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ, không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi, chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. Làm người nhất định phải vượt qua được năm nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Dân, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.